NATO đưa hệ thống tên lửa đất đối không Patriot đến gần sát biên giới Nga. Pháo binh Nga khai hỏa quét sạch cả đoàn xe Ukraine, binh sĩ Ukraine thoát chết trong gang tấc. Các quốc gia châu Âu kêu gọi công dân rời khỏi Nga sau cảnh báo từ Mỹ. UAV của Ukraine OA tấn công khắp lãnh thổ Nga. Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Đài truyền hình nhà nước LRT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Aridas Anusaukas sau một cuộc họp báo ở Vinnyos rằng năm nay hệ thống phòng không luân phiên Patriot sẽ đi vào hoạt động ít nhất là một phần. Ông cho biết thêm, mục tiêu của chúng tôi là triển khai luân phiên để làm nhiệm vụ tương tự nhiệm vụ tuần tra trên không. Nguyên tắc này sẽ không chỉ xảy ra trong vài tháng mà sẽ bao trùm tất cả các tháng và giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi. Sứ mệnh tuần tra trên không mà ông đề cập đến là các chuyến bay tuần tra của máy bay NATO ở không phận Litva, Latvia và Estonia, các nước vùng Baltic litva là một thành viên của nato có trung đường biên giới với lãnh thổ kaliningrad của nga và với belarus năm ngoái mỹ và các nước đồng minh ở châu âu đã chuyển giao một số khẩu đội patriot cho ukraine như một phần trong nỗ lực hỗ trợ kiev đối phó với moscow khối do mỹ dẫn đầu đã triển khai thêm lực lượng tới đông âu và các nước vùng baltic trong những năm gần đây viện dẫn kế hoạch quân sự của nga ở ukraine Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi tháng trước cảnh báo rằng Liên minh phương Tây phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng thập kỷ. Ông Stoltenberg cũng hoan nghênh khi các thành viên châu Âu của NATO ký hợp đồng mua 1.000 tên lửa Patriot để tăng cường khả năng phòng không. Trước mối đe dọa từ Nga, ông gọi đây là khoản đầu tư kịp thời nhằm tăng cường an ninh của Liên minh. Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác của khối này với Kiev là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay. Các quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow coi các đơn vị quân đội NATO gần biên giới nước này là mối đe dọa an ninh quốc gia. Hồi tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng việc đồn trú thêm lực lượng nước ngoài ở Litva chỉ dẫn đến căng thẳng quân sự gia tăng. Ở diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đang trên trang web hôm 8 tháng 3. Đại sứ quán đang theo dõi thông tin những kẻ cực đoan có kế hoạch nhắm vào các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, trong đó có các buổi hòa nhạc công dân Mỹ được khuyến cáo tránh xa các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới. Sứ quán Mỹ đưa ra cảnh báo vài giờ sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã chặn âm mưu tấn công của một nhóm thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhằm vào một giáo đường do Thái ở Moscow. Theo FSB, một nhóm của IS đang hoạt động ở vùng Kaluga của Nga. FSB cho biết nhóm cực đoan này đang chuẩn bị dùng súng tấn công các giáo đường do Thái ở Moscow. Một số đồng minh của Mỹ như Anh, Canada, Hàn Quốc và Latvia đã lặp lại cảnh báo của Washington và đề nghị công dân không tới Nga. Hầu hết các nước phương Tây đều khuyến cáo công dân không đến Nga và đề nghị rời đi nếu đang ở quốc gia này. Mỹ ban bố cảnh báo đi lại ở mức 4 với Nga, mức cao nhất, tương đương cấp độ cảnh báo Washington áp với Afghanistan, Syria, Yemen, Nam Sudan và Iran. Theo The Washington Post vào cuối tháng 2, Nga đã nắm quyền kiểm soát Adicca, nơi có dân số khoảng 30.000 người, đánh dấu việc họ giành được lãnh thổ đáng kể nhất trong nhiều tháng qua. Bị áp đảo về số lượng và vũ khí, các binh sĩ Ukraine đồn trú trong thành phố đã phải đối mặt với việc liên tục bị bắn phá và chống trả các đợt tấn công của quân đội Nga trước khi họ được lệnh rút lui vào ngày 17 tháng 2. Bảy binh sĩ Ukraine đã trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post về việc họ đã thoát khỏi việc thiệt mạng trong gang tấc khi rút khỏi Adipka. Một người lính 21 tuổi được gọi với tên Major, mô tả việc anh ta buộc phải chỉ huy đơn vị của mình sau khi đến Adipka vào trung tuần tháng 2 vì không còn ai có cấp bậc cao hơn. mà giờ chia sẻ với The Washington Post rằng người Nga đã bắn pháo rất chính xác vào đơn vị của anh trong khi họ đang bảo vệ các tuyến đường sơ tán. Sau đó, sau khi đơn vị của Major rút khỏi Adipka, người lính này đã chứng kiến một đoàn xe bị pháo binh Nga tiêu diệt. Major nhớ lại, đó chỉ là một đoàn xe chở người, một đoàn xe gồm những người đàn ông xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Và trước mắt chúng tôi, đoàn xe này đã bị pháo binh quét sạch, những người đó ở độ tuổi của tôi từ 20 đến 30. Những người lính Ukraine khác kể lại với The Washington Post rằng họ đã suýt đối mặt với sự thiệt mạng khi cố gắng rút khỏi thành phố. Svet, một quân nhân 44 tuổi, kể về việc một UAV lao thẳng vào chiếc xe chở ông và ba người bị thương khác đang rút quân. Họ may mắn thoát chết. Kapka, 23 tuổi, được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà máy than hóa chất Adipka. Anh cho biết đơn vị của mình đã phải đối mặt với những cuộc tấn công không ngừng nghỉ từ Nga. Anh ước tính khoảng 3 phần tư số binh sĩ Nga mà anh đối mặt đã được huấn luyện quân sự tốt. Tuy nhiên, chỉ hơn một nửa số quân trong đơn vị Kapka có kinh nghiệm chiến đấu. Anh kể về việc đã gặp một đơn vị mất liên lạc với chỉ huy và không hay biết về lệnh rút quân. Các ca cho rằng lệnh rút quân lẽ ra phải được đưa ra sớm hơn vài giờ đồng hồ thì sự hỗn loạn mà anh phải chứng kiến có thể đã khác. Sự sụp đổ của Adipka xảy ra trong bối cảnh viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, trong đó bao gồm 60 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được thông qua do mâu thuẫn nội bộ giữa Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Thiệt hại lớn nhất của Ukraine là tại trung tâm thị trấn Adipka, do bị không quân nga oanh tạc. sama 36 tuổi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn độc lập 25 của Ukraine cho biết, khi theo dõi các đơn vị của mình từ sở chỉ huy, một số lữ đoàn mất liên lạc với các đơn vị bị ném bom. Saman kể thêm, một nhóm quân nhân rút tới một ngôi nhà và đã tử vong toàn bộ khi bị một quả bom lượn của nga đánh trúng việc Nga chiếm được Adipka là thắng lợi lớn nhất của Nga trong vòng 9 tháng qua và là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Ukraine đang thiếu thốn cả đạn dược và quân nhân. Không có số liệu thống kê chính thức về thương vong Ukraine ở Adipka, nhưng các chỉ huy cho rằng hàng trăm người đã tử vong khi thị trấn thất thủ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Latvi kêu gọi những công dân nước này ở Nga hãy thận trọng và tránh tụ tập đông người do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố ở Moscow trong 48 giờ tới. Thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra trong 48 giờ tới. Trước đó một ngày, Đại sứ quán Mỹ cho biết họ đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow. Sau cảnh báo, Vương quốc Anh đã đưa ra cảnh báo tương tự khuyến nghị công dân Anh không nên đến Nga vì lý do rủi ro và mối đe dọa khủng bố. Tương tự là Đức cũng kêu gọi công dân của mình và những người có hai quốc tịch không đến Nga trong thời gian tới, đồng thời tuyên bố trên trang web của chính phủ rằng Đại sứ quán Đức tại Moscow và Tổng lãnh sự quán tại Saint Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Estonia hôm qua cũng đã yêu cầu công dân của mình cẩn thận hơn bình thường và tránh các cuộc tụ tập nơi công cộng do mối đe dọa khủng bố. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ đã phát một tuyên bố trên trang web đầu giờ sáng ngày 8 tháng 3 theo giờ Moscow có nội dung. Đại sứ quán đang theo dõi các thông tin rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công các cuộc tụ tập đông người ở Moscow, trong đó có cả các buổi hòa nhạc, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới đại sứ quán mỹ cũng kêu gọi người mỹ luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông nga để biết thông tin cập nhật đại sứ quán mỹ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo này chính quyền nga chưa bình luận về khuyến cáo này cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi cơ quan an ninh liên bang nga fsb thông báo đã chặn âm um mưu tấn công của một nhóm thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng nhắm vào một giáo đường do thái ở moscow theo FSB, một nhóm của IS đang hoạt động ở vùng Kaluga của Nga. Nhóm này thuộc IS-ISK hay IS ISIS Khorasan, nhánh của IS tại Afghanistan. IS-ISK lần đầu xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và khét tiếng về độ tàn bạo. FSB cho biết nhóm cực đoan này đang chuẩn bị dùng súng tấn công các giáo đường Do Thái ở Moscow. Các thành viên của nhóm đã bị bắn hạ khi chống trả đặc nhiệm Nga. FSB cho biết thêm, vũ khí, đạn cùng một số thiết bị dùng làm bom tự chế của nhóm này đã bị tịch thu. Trong một diễn biến liên quan ngày 7 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Mỹ, Linznerczy, yêu cầu Đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ mà hoạt động gần đây đã bị cấm ở Nga. Cụ thể Bộ Ngoại giao Nga đã trao công hàm phản đối cho đại sứ Mỹ, qua đó yêu cầu ngừng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Mỹ, gồm Hội đồng Giáo dục Quốc tế Mỹ, Quan điểm Văn hóa và Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu vẫn tiếp tục thì Moscow sẽ coi đó là hành động vi phạm luật pháp Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu đại sứ quán Mỹ xóa khỏi trang web và mạng xã hội danh sách các tổ chức phi chính phủ không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo trục xuất nhân viên Đại sứ quán Mỹ nào tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga. Bộ này nêu rõ ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, bao gồm thông qua các hành động lật đổ và truyền bá thông tin sai sự thật trong bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 3 tuyên bố trên Telegram rằng nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm ở Liên bang Nga. Đặc biệt, một máy bay không người lái đã nhắm vào vùng Belgorod và 11 chiếc khác nhắm vào vùng Volgograd nhưng đều đã bị bắn hạ. Theo đó, hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công và tiêu diệt tất cả các máy bay không người lái tham gia cuộc tấn công đêm mùng 7 dạng sáng ngày mùng 8 tháng 3. Trong khi đó, không quân Ukraine cho biết người Nga đã tấn công miền Nam và miền Đông Ukraine và sử dụng một tên lửa phòng không dẫn đường S-300 hai tên lửa dẫn đường KH-59 và 37 máy bay không người lái tấn công Sahet. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 33 máy bay không người lái của Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn 4 máy bay không người lái vào sáng ngày 5 tháng 3. Trong đó, 3 chiếc đã bị đẩy lùi khỏi vùng Ben -Gorod và một chiếc khác trên vùng Kursk. Thống đốc Vyacheslav Gravkot cho biết vụ nổ ở vùng Ben -Gorod đã gây hỏa hoạn cho một cơ sở hạ tầng vì quan chức này không cáo buộc vụ việc liên quan đến các hành động của Ukraine. Dẫn thông tin từ dịch vụ cứu hộ, ông Gratkov nói rằng một thùng nhiên liệu đã bị ảnh hưởng, nhưng đám cháy đã được dập tắt trước khi lan rộng. Kênh Telegram Mart đã công bố đoạn video về hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một cơ sở dầu mỏ. Hãng tin này cho biết chiếc máy bay được cho là đến từ vùng Sumy của Ukraine. Ông Alexan Gusev, thống đốc vùng Voronezh, đã cảnh báo người dân về mối đe dọa trên không do máy bay không người lái gây ra. Ông nói trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không đã sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công này. Moscow cáo buộc lực lượng Ukraine thường xuyên đưa máy bay không người lái vào Nga, trong đó các khu vực gần lãnh thổ do Kiev kiểm soát chịu thiệt hại nặng nề nhất. Quân đội Nga mô tả các hoạt động này là âm mưu tấn công khủng bố. Theo báo cáo của ông Gratkov, Ukraine đã thực hiện 8 vụ pháo kích chỉ trong một ngày với âm mưu tấn công vùng Bengorod, 3 vụ máy bay không người lái thả đạn và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ông cho biết một số vụ tấn công đã gây hư hại trên mặt đất, nhưng may mắn không có người nào bị thương. Giữa bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các máy bay không người lái đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường. Anh tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 10.000 UAV để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột chống lại Nga. Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau trong cuộc xung đột với Nga để phá hủy và làm hư hại hàng nghìn thiết bị và phương tiện của đối phương. Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí và do đó đang ở thế yếu trong cuộc xung đột với Nga. Lực lượng đang giành được những thắng lợi gần đây trên chiến trường. Tình hình biển đỏ tiếp tục diễn biến căng thẳng. Lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận đào phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng Chus Confident thuộc sở hữu của Hy Lạp đang đi qua vịnh Aden, gây ra hỏa hoạn trên con tàu, đồng thời khẳng định sẽ còn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công cho đến khi xung đột tại giải Gaza chấm dứt. Người phát ngôn nhóm vũ trang đang kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, ông Zahia Saria cho biết, các lực lượng vũ trang Yemen kiên trì duy trì các nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo trong việc hỗ trợ người dân Palestine bị áp bức và các hoạt động của họ ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập sẽ không dừng lại cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt và cuộc bao vây người dân Palestine ở giải Gaza chấm dứt. Những tuyên bố của lực lượng Houthi đã khiến Mỹ và nhiều nước phương Tây dậy sóng. Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Hodeidah ở miền Tây Yemen. Liên minh Mỹ-Anh hiện chưa đưa ra bình luận sau vụ tấn công trên. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ sẽ buộc lực lượng Houthi ở Yemen phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào tàu True Confidence. Lực lượng Houthi đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh này mà không quan tâm đến tính mạng của người dân, những người đang đi qua biển đỏ và hiện tại đã có một vụ tấn công gây chết người. Lực lượng Houthi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của họ. Các hoạt động này không chỉ làm gián đoạn thương mại quốc tế phá vỡ quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế mà còn gây nguy hiểm cho những người đi biển. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục buộc họ phải chịu trách nhiệm Chúng tôi kêu gọi các chính phủ trên thế giới cũng làm như vậy. Liên quan tới vụ việc, một quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu True Confidence đã khiến hai người thiệt mạng và 6 người bị thương. Trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Anh tại Yemen cũng xác nhận có hai thủy thủ thiệt mạng trong vụ tấn công của Houthi ở Vịnh Aden. Trước đó, công ty chủ quản của True Confidence thông báo con tàu này đã bị trúng một quả tên lửa tại địa điểm cách cảng Aden của Yemen, khoảng 50 hải lý về phía tây nam, khiến con tàu này phải thả trôi trong tình trạng đang bị cháy, nhưng cho biết chưa có thông tin cụ thể về tình trạng của 20 thành viên thủy thủ đoàn và ba vệ sĩ có vũ trang trên tàu. Nhiều nước châu Âu cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Anh David Cameron trong một tuyên bố nhận định, chúng tôi lên án các cuộc tấn công liều lĩnh và bừa bãi của Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu và yêu cầu họ dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền tự do hàng hải và chứng minh lời nói của mình bằng hành động. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục phóng tên lửa chống lại hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine và để phản đối các hành động quân sự của Israel ở giải Gaza. Các vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này. Trong khi đó, Mỹ cũng đã xây dựng một liên minh quốc tế nhằm đối phó với hành động của lực lượng Houthi, cũng như tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này. Báo Guardian Anh dẫn lời các nhân chứng kể vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8 tháng 3 giờ địa phương, gần trại tị nạn ven biển có tên Ansati, một trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất ở giải Gaza vì kế hoạch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas của Israel. Chiếc dù gắn vào thùng hàng viện trợ không bung ra đúng cách và bưu kiện đã rơi xuống đầu một nhóm người, bao gồm cả trẻ nhỏ, đang chờ nhận thực phẩm và những vật dụng khác. Theo nhân chứng, Mohamed Angu, anh và anh trai đã đi theo hướng hàng cứu trợ thả từ trên không xuống với hy vọng lấy được một túi bột. Anh Angu nhớ lại, đột nhiên chiếc dù không bật mở và rơi xuống như một quả tên lửa trên nóc nhà. 10 phút sau, tôi thấy người ta chuyển xác ba người thiệt mạng và những nạn nhân bị thương khác ra khỏi mái nhà nơi gói hàng cứu trợ rơi xuống. Y tá trưởng phòng cấp cứu Mohamed Ansek thông tin rằng những người thương vong đã được đưa đến bệnh viện Ansifa ở thành phố Gaza. Mỹ và Jordan nằm trong số các quốc gia đã thực hiện thả hàng viện trợ từ trên không xuống phía bắc Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang phải đối mặt với tình trạng tồi tệ và cả cái đói sau hơn 5 tháng xung đột Israel-Hamas. Văn phòng truyền thông của Hamas tại giải Gaza cho rằng hoạt động này là vô ích và không phải cách tốt nhất để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực. Một số quan chức Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của phương pháp thả hàng viện trợ, cho rằng chúng có thể rơi vào tay nhóm vũ trang Hamas thay vì người dân, do Mỹ không có binh sĩ tại thực địa để kiểm soát việc tiếp nhận các gói hàng. Một quan chức khác nhận định phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả hạn chế và không giải quyết được cốt lõi vấn đề thêm rằng mở cửa biên giới ở giải Gaza là giải pháp tốt nhất để ngăn chặn tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở giải đất. Một quan chức quốc phòng Mỹ quả quyết, nước này không gây ra thương vong trong quá trình thả đội viện trợ ở Gaza. Một nguồn tin quân sự Jordan cũng nói, cả bốn máy bay của nước này tham gia chiến dịch cứu trợ dân Gaza không liên quan đến sự cố nói trên. Trong thông điệp liên bang ngày 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo quân đội nước này sẽ thiết lập một bến tàu tạm thời ở địa trung hải, bên bờ biển Gaza để có thể tiếp nhận các chuyến hàng lớn chở thực phẩm, nước uống, thuốc men và lều bạc trú ẩn tạm thời cho người dân trong khu vực. Liên minh châu Âu hôm 8 tháng 3 cũng tuyên bố mở một hành lang trên biển vào cuối tuần này để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ ship đến Gaza. Vượt qua, giới lãnh đạo các quốc gia lớn ở châu Âu và NATO kiên quyết phản đối việc gửi quân tới giúp đỡ lực lượng vũ trang Ukraine. Thế nhưng tại sao NATO không yêu cầu những binh sĩ đã hiện diện ở Ukraine phải về nước, trong khi vào thời điểm này nhu cầu rút quân là cấp thiết? Đây là câu hỏi được chuyên gia Stephen Brian giải đáp trong một bài viết cho tờ báo trực tuyến Asia Times với sự thật là NATO hiện diện ở Ukraine không phải để giúp Kiev bảo vệ đất nước mà thật sự là để bí mật thiết lập một vòng vây bao quanh nước Nga. Ông Stephen Brian hiện chưa rõ số lượng nhân sự thực tế của NATO ở Ukraine, nhưng chắc chắn rằng họ có mặt ở đó với số lượng lớn và đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan và một số nước khác. Khi những chuyên gia quân sự núp dưới danh nghĩa tình nguyện viên này bị thương hoặc thiệt mạng, điều gì xảy ra với họ vẫn chưa rõ ràng và vai trò của họ thường được cho là làm việc ở Ukraine trong lĩnh vực y tế hoặc xã hội, mặc dù gần đây tình trạng chiến đấu đã được công nhận ít nhất là ở Mỹ. Dù tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong giới lãnh đạo liên minh châu EU, EU, nhưng việc vấn đề điều quân được thảo luận công khai tại diễn đàn EU rõ ràng đã làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Theo vị chuyên gia này, rõ ràng là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO vẫn đang tìm kiếm lý do và cơ hội, còn cửa sổ Overton, Overton window đang mở. Cửa sổ Overton là một khái niệm chính trị diễn ra sự thay đổi cách nhìn của xã hội về một vấn đề hiện tượng nào đó. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, sự hiện diện của các sĩ quan và binh sĩ quân đội các nước NATO tại Ukraine là một sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm của chính quyền Joe Biden. Trong một thời gian, NATO đã cố tình kích động xung đột ở Ukraine với lý do là để giúp người dân nước này chống lại nước Nga. Nhưng những bằng chứng là cho thấy một góc nhìn rất khác. Theo vị chuyên gia này, NATO đang tìm kiếm căn cứ để triển khai lực lượng và vũ khí của liên minh để áp sát biên giới nước Nga và thiết lập vòng vây xung quanh quốc gia mà họ cho là địch thủ lớn nhất. Trong khi đó, phát biểu trong thông điệp liên bang, ông Biden cho biết chính phủ của ông quyết tâm không đưa lực lượng Mỹ tới tham chiến ở Ukraine. TASS hôm 8 tháng 3 dẫn lời ông Biden, họ không đề nghị gửi lính Mỹ tới Ukraine, trên thực tế không có lính Mỹ nào tham chiến ở đó, và tôi kiên quyết giữ nguyên như vậy. Theo ông Biden, Ukraine có thể chiến thắng trong xung đột với Nga nếu Mỹ sát cánh và cung cấp vũ khí cần thiết để tự vệ. Trong bài phát biểu, ông Biden một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Biden nói, nếu có ai đó trong căn phòng này cho rằng Nga sẽ dừng lại ở Ukraine, tôi đảm bảo với bạn, họ sẽ không làm như vậy, nhưng Ukraine có thể ngăn cản Nga. Nga đã nhiều lần khẳng định không có kế hoạch đẩy xung đột vượt khỏi lãnh thổ Ukraine và tấn công các nước châu Âu. Cơ quan bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt của Ukraine tuyên bố, nước này đã chi 4 triệu đô la Mỹ để chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga ở các khu vực giáp biên giới. Trong một thông báo trên nền tảng Telegram ngày 8 tháng 3, Cơ quan bảo vệ thông tin và truyền thông đặc biệt Ukraine cho biết, chính phủ đã phân bố kinh phí để xây dựng một hệ thống ngăn chặn việc phát sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga ở các vùng giáp biên giới, Báo cáo nêu rằng các biện pháp mới sẽ giúp giảm tác động tuyên truyền của Nga đối với người dân Ukraine và tăng mức độ bảo mật thông tin của Ukraine. Hệ thống gây nhiễu dự kiến sẽ bao phủ chính khu vực bao gồm Kiev, Kharkov và Odessa. Ukraine dần siết chặt các phương tiện truyền thông Nga kể từ năm 2014, đồng thời cấm tất cả các kênh truyền hình lớn của Nga phát sóng đến nước này. Sau khi Moscow phát động kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022, Kiev tuyên bố hầu hết nội dung truyền thông của Nga là bất hợp pháp và đã hành động để chặn các dịch vụ giúp người xem lách các hạn chế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hợp nhất tất cả các cơ quan truyền thông trong nước dưới sự bảo trợ của nhà nước với lý do thiết quân luật được áp đặt sau khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu. Tuần trước, Ủy ban Tự do Ngôn luận của Quốc hội Ukraine đã kêu gọi cấm nền tảng nhắn tin được mã hóa Telegram, mô tả đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia NSDC của Ukraine, lập luận rằng Telegram nên bị cấm vì hệ thống tạo ảnh hưởng của Nga đang hoạt động ở đó. Sau khi Nga thực hiện kế hoạch quân sự ở Ukraine, hầu hết các quốc gia châu Âu cũng ngăn chặn các cơ quan truyền thông Nga phát sóng trên lãnh thổ của họ. Tháng 2 năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích rằng những lệnh cấm này vi phạm trắng trợn nghĩa vụ mà các quốc gia này cần thực hiện với tư cách là một phần của OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, nhằm đảm bảo quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin bình đẳng cho người dân của tất cả các quốc gia thành viên. Trong một diễn biến liên quan, trên Telegram, Thủ tướng Ukraine Denis Samihat có đăng khoảng 300 tỷ euro tài sản thuộc chủ quyền của Nga đã bị phong tỏa ở các nước đối tác và mục tiêu của Ukraine là giành được quyền tiếp cận chúng. Ông Zemihat thông báo một cuộc họp đã được tổ chức về việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và NBU. Thủ tướng Ukraine khẳng định: "Chúng tôi đã thảo luận về kế hoạch hợp tác với G7, EU và Mỹ về khoảng 300 tỷ euro tài sản thuộc quyền của Nga bị phong tỏa ở các nước đối tác. Mục tiêu và quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng là tiếp cận tất cả các tài sản này." Người đứng đầu chính phủ Ukraine lưu ý rằng Kiev đang củng cố vị thế pháp lý của mình và chuẩn bị các cơ chế pháp lý cần thiết. Hiện Kiev chưa tiết lộ làm thế nào để tiếp cận khoản tiền của nhà nước Nga bị phong tỏa. Nhưng Thủ tướng Denis Zemihat khẳng định, cùng với Ngân hàng Thế giới (WB) chúng tôi ước tính quá trình phục hồi của Ukraine sẽ tiêu tốn ít nhất 486 tỷ đô la và tài sản của Nga sẽ là nguồn phục hồi chính. Nga phải trả tiền và Nga sẽ trả tiền.